sự thể hiện ngọt ngào và sâu lắng của hai thí sinh Gia Hân và Thanh Lâm trong bài Ngẫu Hứng Sông Hồng ở tuần trước đã khiến cho mọi người phải suýt xoa. Huỳnh Lập khen hay. Tức là nhất nếu nổi bây giờ mình không có dở ra mình dỗ được. Đúng mà mình rồi, phải vậy. Kẹp cái nách lại tài rồi, bình thường là người ta sẽ dỗ vậy. Không diễn tả được cái cảm giác của em luôn. Quá phê luôn anh ơi. Liệu ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận chiến cân não này? Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Chương trình trên đài truyền Vĩnh Long cùng với công ty MNT Picture thực hiện. Và quý vị hãy còn nhớ là ở tuần trước chúng ta đã có một cái màn đấu rất là hấp dẫn diễn ra giữa hai đấu sĩ Gia Hân và Thanh Lâm trong một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến Ngẫu Hứng Sông Hồng. Các con đã hòa quyện rất là hay và nó tạo cho người xem những cái cảm xúc tuyệt vời đến nỗi thủ lĩnh Quỳnh Lập không thể nào mà kiềm chế được, phải diễn tả bằng cái hành động đó là con gái. Con đứng ở đây là lần thứ ba rồi. Con có còn đủ tự tin để đứng đây không? Hay là con muốn nhờ con gái mình lên? Con đứng trên đó ba lần rồi, bảo đảm tinh thần con rất vững. Cho nên con cứ đứng đi không sao hết nha. Con tự tin, con không có rớt đâu. Dạ con thấy chương trình nào cũng phải có một chút ly kỳ. Đúng. Nên là con xin mời chú lên đây đứng giùm con. Đó là điều ly kỳ nhất. Mời chú Huy Khánh. Ly kỳ đến nhức nách luôn á. Thấy chưa, bảo tôi đoán chứ tôi nhức. Vậy con có muốn chương trình thêm ly kỳ hơn bằng cách mời chú Quỳnh Lập lên không? Dạ có. Đó, xong. Toàn hơn nha. Tại vì biết sao không, em đã từng tham gia rồi. Em đã biết cảm giác này rồi. Nó không sao cả nhưng mà nó rất là giật mình. Nhưng mà bản thân em thì rất bị tim một chút xíu nên em sợ lắm. Ai nghệ sĩ nào đến đây cũng có bệnh lý hết trơn á. Tự nhiên đến đây lên đây cái em bị tim, em bị thiếu máu, em bị máu lên não, rồi cái gì em bị sợ độ cao, nhiều lý do lắm. À em có một cái bệnh có thể thoát được. Bệnh gì? Quá điên. Thôi em đi về. Đi về. Quá điên gì bất tử vậy. Đứng đây nha. Ủa sao em ngồi để giảm thiểu chiều cao. Không qua được, đứng lên chú Khánh. Ngồi về mới nguy hiểm nha. Mời hai thủ lĩnh chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Kết quả bắt đầu. Thôi nha. Trời ơi. Đảo ác ghê á. Mình giả bộ mình nói chuyện đi cho nó không có bị giật mình. Mình nói chuyện đi. Lâm. Anh cứ ướp đây. Thôi anh ơi, thiệt á, anh đừng có mà ác như vậy nữa. Quả báo nhãn tiền đó anh. Bây giờ Lập, nếu như thí dụ lần này em không rớt thì lần sau em có lên thế cho đứa khác nữa không? Không, không. Sợ lắm. Má ơi, chân con bắt đầu run rẩy rồi. Chân con bắt đầu run rẩy rồi. Trời ơi, những hình tròn thật là đáng yêu. Hình tròn đáng yêu quá. Đổi giùm em cái bục, cái ghế hình tròn được không? Em sợ, sợ hình vuông quá. Em bị ám ảnh bởi hai cái hình vuông màu đỏ với màu xanh trên kia. Vậy hả? Em tin vào phong thủy vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà con trai đã giành chiến thắng rồi ha. Bây giờ nhà mình chiến thắng nè. Bàn nhau xem mình thách đấu với đội nào tiếp theo. Bắt đầu. Em thấy rằng là từ đầu chương trình tới bây giờ đội của anh Huy Khánh rất là đắc thắng. Là bởi vì anh chỉ cần một bạn thôi mà loại rất là nhiều bạn của hai đội còn lại. Bây giờ thì ác chú bài đã bị loại rồi. Nên em muốn khám phá thêm coi là bên đội của anh Huy Khánh còn gì hay ho nữa hay không. Ác chú bài bên anh là anh đó. Ác chú bài bên anh là anh đó. Là anh ư? Vậy em loại được anh em mới thắng. Muốn xé cái lá bài đó ghê luôn. Ác chú bài dễ sợ luôn vậy đó. Em sẽ dựa vào cái xác suất may mắn em suy đoán trong tâm can, trong suy nghĩ của em chọn coi ai là người có thể đấu trong vòng tiếp theo với bạn Thanh Lâm. Và em quyết định chọn bạn này, chọn bạn này, chọn bạn này. Hả? Cái gì vậy? Chờ 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 quay hình kỳ vậy? Để mang guốc vô. Ủa? Mà tại sao kỳ vậy Lập? Em tia hai bạn áo đỏ bên kia rồi cuối cùng em chọn cái bạn Hàn Quốc nhỏ xíu này của anh. Dạ. Tại sao? Cái đó gọi là chiến thuật. Chiến thuật à? Du Đông Kích Tây. Con tên gì? Con tên là Bách ạ. Lê Bách. Đăng Bách. Hoàng Bách hả? Lê Đăng Bách ạ. Lê Đăng Bách. Con có giật mình không Bách? Có. Sao vậy con? Sao vậy? Chú tia bên này mà chú gọi con là con hơi giật mình. À
tức là con không để ý cho à, dạ, mình tại, vậy tại thôi. Tại sao không, hồi nãy em nắm tay bé cũng rất là nhẹ nhàng thôi, chứ không có gì làm bé giật mình vô. Dù em đi qua vậy, các em bắt tay vậy đó, vậy thôi đó. Con đừng có giật mình nữa, chú ẩm con ra luôn con. Con chọn màu nào? Ủa Khánh? Ồ màu này. Anh sợ đội bên kia đổi hay sao vậy mà anh làm lẹo? Anh ghét quần lập, anh phải giúp cho thằng nhỏ này nó thắng. Thấy bạn Bách á, nhỏ con, thấy bạn ngồi hoài hồi hộp hoài tội nghiệp lắm. Nên xuống dưới ngồi cho khỏe. Đỡ có hồi hộp nữa. Em tự tin quá hà. Nhỏ em lo cho bé nhỏ mà. Nãy giờ người ta nôn hát lắm á. Bách ơi, trước khi chú vào trong, chú muốn nói với con một điều. Áo của con mặc rất đẹp. Áo của con mặc rất đẹp. Vậy thôi rồi đó. Con hát bài gì? Con sẽ chọn bài Dòng Thời Gian ạ. Dòng wow. Thời Gian, con biết bài này không? Dạ anh có. Hai con hãy hát thiệt hay cho mấy cô chú nghe nha. Trận đấu bắt đầu. Phong cách lắm đó nha. Từng ngày nào đâu mà từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giấc chiêm bao. Qua rồi một thời vội vàng sóng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối, giữa thanh thang bầu trời nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi vốn để nhiều là suy nghĩ, để ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu hát kiểu ngạo nghệ lắm nha. Rồi lại đi bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng phai dần đi đôi khi không như ý. Cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi không nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa đó. Đừng còn dài và còn nhiều hơn trong gai, rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ làm mau phai. Hãy về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế. Giữa cơn đau bốn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tim hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng xa vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Dễ thương à. Trôi qua bao nhiêu năm
con ơi, đây. Thời gian trôi. Rồi, mọi người cứ muốn thời gian đừng có trôi để tiếp tục nghe các con hát nữa đó. Hay quá không chú Khánh? Hay, hay mà biểu diễn rất là phong cách, rất là tự tin. Mặc dù con không phải độ của chú Khánh mà chú Khánh vẫn mê con. Đúng rồi. Rồi khi mà con vừa cất tiếng hát lên, cái cô Ngọc Lan nói trời thằng bé nó hát hay quá, giọng nó bay dữ quá luôn. Hai con đã chinh phục các vị thủ lĩnh ở đây. Nhưng còn các vị sứ giả âm nhạc thì sao? Xin mời nhận xét. Em xin chào anh Đại Nghĩa và ba anh chị ạ. Chào hai em. Chị rất là thích cái phần thi này. Nó không là một phần thi nữa, là một phần trình diễn. Biểu diễn rất là tự tin. Hai em hát rất là hay và cũng rất là sáng sân khấu nữa. Rất là đẹp trai. Rất tương lai. Và bài hát này thì và bài hát này thì chị thiên về bé Đăng Bách nhiều hơn. Bởi vì một là em rất là nhỏ tuổi nhưng mà tự tin, và chị rất thích cái phong thái biểu diễn của em. Chúc mừng hai em nha. Cái phong cách làm các vị sứ giả âm nhạc mê mình trước tiên cái đã. Còn về giọng hát thì hai bên coi như là bên nào cũng hay hết. Mình thấy Đăng Bách nhỏ xíu xìu xìu đứng đây. Đăng Bách có gung không? Có. Có. Con mong manh lắm. Nãy chú Lập chụp tay con một cái thôi rồi con giật mình rồi. Giờ con đứng đây con thấy ổn không? Dạ có. Tự tin không? Chút. Hít một hơi thật sâu đi con nha. Mình đã làm rất là tốt cái phần thi rồi. Cái phần này ở đây không việc gì phải làm cho mình run sợ cả. Còn với Lâm thì sao? Dạ con thấy bình thường ạ. Bình thường đó. Vậy thì bây giờ hai đấu sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi kết quả. Đặt tay lên ngực. Kết quả bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy gương mặt của cậu bé giật mình, bất ngờ vì mình vẫn còn đứng ở đây. Con ơi, con chiến thắng rồi, con ơi, chúc mừng con. Trời ơi, cái này gọi là bảo bối nè. Nhỏ mà có võ đó. Trời ơi, tim đập thình luôn á. Hồi nãy em thấy mặt của bé không? Khi mà vừa có kết quả cái mặt bé rất là ngỡ ngàng luôn. Con làm rất là tốt, tiếp tục vững phong độ của mình như vậy nha. Rồi, bây giờ cô Lan đưa con về nghỉ ngơi nè. Còn bây giờ mời Thanh Lâm. Ổn không? Ổn không? Luôn không con? Ổn không? Làm sao con? Sợ hả? Sợ không? Nói chú nghe coi cảm giác thế nào? Dạ. Sao? Sướng lắm. Sướng lắm ạ. Vậy mà nãy chú Lập không chịu lên để cho mình biết sướng như thế nào. Thật ra cái vấn đề sướng này là chú đã cảm nhận rồi, con hiểu không? Cho chú không muốn nữa. Con đã làm rất là tốt rồi con nha. Mời con qua kia ngồi với những người bạn nha. Bây giờ vậy, đội bên kia còn có một người thôi là bé Khánh Chi. Không mấy bây giờ mình coi mình làm luôn liên lần cho nó gọn. Còn nếu không thì mình qua đây, bên đây ngồi nãy giờ không cũng lâu, đúng không? Giỡn cú chót. Anh sợ hả? Anh sợ hả? Qua đây. Anh mà sợ là em sẽ đấu với đội anh luôn đó. Vậy thì bây giờ cho mình Lập chơi đi. Bẻ tay cho hoài vậy? Dạ. Tay để vậy đẹp hơn anh. Thì đó, giờ cô Lan muốn chọn đội nào thì chú Nghĩa sẽ bẻ tay qua bên đó. Bây giờ sao? Thật sự thì sau khi mà bàn bạc rồi á thì đội của em mới thấy là đội của anh Khánh nó rất là mạnh. Không có mạnh đâu, con gáy gà thùng rỗng chưa to. Người ta nói là như vậy cho nên em ghét, em phải triệt luôn. Em ơi, phải nói rõ lại thủ lĩnh gáy thôi. Chứ mấy đứa nhỏ nó hiền, em không có. Thôi giải em ru rồi, nóng nói gì cơn trời á. Con là thủ lĩnh không à. Thủ lĩnh gáy dữ quá phải không? Làm thấy ghê lắm. Cho nên là phải triệt. Sư dữ, không cho bẻ qua kìa. Anh sợ hay gì mà anh cứ cản hoài. Sợ bên em mất thêm một người thôi. Không sợ gì kỳ cục, đó là chuyện của em. Thí dụ có mất thêm một người đó thì cũng là chuyện của thì đó, mất hai bên kia, mất một thôi. Đây có làm gì đâu, mất. Không mấy bây giờ mình triệt qua đây cho hết luôn đi em. Thôi bên kia lo chuyện bây bên kia đi. Bây giờ anh đồng ý nhận lời thách đấu của em với một điều kiện. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em phải thế thằng nhỏ đứng trên kia. Nãy anh thấy nó khi mà bạn rớt xuống nó còn, nó không tin là nó còn đứng ở trên. Nha, em hứa đi. Con còn nhỏ mới có 10 tuổi cho nên con run. Em sẽ đi lên mà anh hứa anh giữ dài cho em. Em sợ rớt mất dài. Ok. Bách, con muốn đấu với anh chị nào bên đây? Con thích đấu với cả anh Kiệt ạ. Anh Kiệt. Dạ con chấp nhận. Trời ơi, anh Nghĩa, hồi nãy anh thấy được cái sắc thái của anh Kiệt không? Nãy bé, thằng bé nó ngồi vậy nè. Nó chạy luôn á. Mọi người nó mừng hả? Vừa mừng mà có cái gì đó nó gian gian nữa. Cái mới được rồi. Hay là xong rồi. Biết đâu tiếng lòng của thằng bé vậy nè. Ừ, trời ơi, mình sắp được lọt hố đi về sớm rồi. Kỳ quá anh nghe anh chùa. Có khi nào vậy không ta? Kiệt, con tự tin không? Dạ con tự tin. Nãy là chú nói chơi thôi nha con nha. Dạ. Chứ không phải là chú nghĩ đến cái chuyện là con lọt hố đi về trước nha. Mình cứ thi đấu, mình hát hết sức mình luôn. Và con được quyền chọn bài, con chọn bài gì?
Dạ con sẽ chọn bài bài ca Tôm Cá ạ. Trong bộ phim Anh Thầy Ngôi Sao á phải không? Dạ đúng rồi. Ô cái bài này chú Nghĩa thích lắm luôn nè, dễ thương cực kỳ. Vậy thì mời hai anh em bước vào. Và trận đấu giữa anh Kiệt và Đăng Bách bắt đầu. Gió đêm hương thơm lành. Ủa anh dạy thằng bé diễn xuống đó hả? Ôi yao yao ya. Một ngày nắng đã lên vui đi ta là gì? Đời có bao lâu còn mấy khi? Thuyền xuôi gió dâu phong ba ta vẫn kiên trì. Sông ca đừng ngã tay chèo. Mình đi đánh cá phải vui đúng không vui, em? Vui, vui, tinh thần lắm. Phải vui thì mình mới có sức, mình hồ hởi, mình kéo lưới được chứ. Đúng rồi. Cho nhưng mà nên... kéo hình như kéo nhiều quá nên hơi mệt, hơi mệt quá, hơi hụt hơi. Đương nhiên em đi kéo lưới, em đánh cá, em phải mệt, em phải hụt hơi chứ sao. Mà khi mình hụt hơi mình có quyền mình hát rớt nhịp. Mình có quyền mình hát kinh phô một chút xíu. Đúng rồi, kia có cá, đằng kia có cá, đằng kia có cá, đằng kia nọ cá. Hai con đến đây. Đáng yêu vậy thôi chứ muốn gì nữa bây giờ. Một cái phần trình diễn đầy cái sự hứng khởi, làm cho những người ngư dân khi mà nghe các con hát xong cảm giác muốn tràn ra biển kéo lưới liền lập tức. Nhưng ai mà đi kéo lưới cùng với con bảo đảm thua trắng. Bởi vì con sung quá, con ra con hát, rồi con nhảy, con quay một cái là người ta giờ người ta tránh mặt thôi. Không ai còn kéo lưới được chứ con, một mình con kéo cả cái vùng biển luôn. Bây giờ thì mình đứng đây mình chờ xem các vị sứ giả âm nhạc nhận xét trong tiết mục vừa rồi. Chú Bùi xin chào Đại Nghĩa, chào hai con. Dạ con chào, chào chú Bùi ạ. Đây là tiết mục mà phải nói là chú Bùi cười nhiều nhất từ đầu chương trình tới giờ. Và khi
xem hai đứa con hát thì cảm giác mình rất là thoải mái và cực kỳ là hai con có tính giải trí rất là cao. Chú có lời khen cho anh Kiệt là con diễn rất là hay, rất là hồn nhiên, rất là vui. Đăng Bách thì con lại có một cái điều mà chú khen con là con rất là vững sân khấu. Con lên sân khấu, con làm chủ được sân khấu. Tuy giọng hát của con cái bài này nó không có hợp lắm, nó nghe nó khàn khàn, nó chưa có rõ cái lời, nhưng mà con làm chủ sân khấu rất là tốt. Con biết đi ra đi vào như thế nào để mà cho bài hát của mình giữ vững. Nên là chú rất là khen con về điểm này. Chúc mừng hai con. Chú cảm ơn chú ạ. Chú. Nói chung là một cái bài hát mà các con làm được cái tinh thần của bài hát. Còn về mặt kỹ thuật, đương nhiên mình còn nhỏ mà, vẫn còn hạn chế, mình còn phải học nhiều đúng không? Mà giờ con nói luôn đi, con có muốn mời chú Quy Khánh lên đứng cùng không? Dạ không ạ. Mạnh mẽ. Con nói đi, con mời cô Lan lên như hồi nãy cô Lan giữ lời hứa đó. Có ạ. Có. Mời cô Lan. Bảo trọng nha chị. Dạ thưa quý vị, bây giờ thủ lĩnh Ngọc Lan đã đứng thay thế vị trí của con trai Đăng Bách ở đây. Chuẩn bị, kết quả bắt đầu. Người chiến thắng là Đăng Bách. Chúc mừng. Sao con trai con nói gì? Con không tin vào hiện thực. Không tin vào hiện thực hả? Sao vậy con? Con không biết là mình có thể thắng được hai vòng. Con hát hay mà, con phải tự tin lên chứ. Rồi sắp khóc rồi. Cảm xúc con thế nào? Vui không? Rồi con vui. Vui. Bây giờ cô Lan có muốn gì, điều gì muốn nói không? Chú Khánh làm gì vậy? Muốn trả đôi guốc. Em chưa thấy ai chân xấu mà được cứ bỏ dừng thông hoài. Thì phục. Rồi, bây giờ mình đứng đây phỏng vấn luôn anh chị, em giấu chân. Đôi guốc áo quỳnh lá. Guốc gì anh? Ủa đâu ai đưa em guốc gì đâu? Trời ơi. Trời ơi mọi người ơi. Vậy nãy cái người mình thảy xuống là ai, là dông là dí à? Chắc ai á, chứ em đâu có đi giữ guốc người ta. Em có dép của em rồi, và dép có sẵn mà lấy guốc làm chi. Thôi Lan ơi, em cứ ngồi đi một lát, tự nhiên có người mang đến guốc cho em. Quá phép ra cho em nha. Nữa hả? Quá phép nữa. Trời trời, con vô đi con. Chú không tin vào mắt mình luôn á. Thiệt. Đây, đây mặt, chú. Mặt nhỏ nó thảm thiết lắm kìa. À. Sao con sợ không? Dạ không. Vẫn còn sung quá trời luôn. Thôi bây giờ mình xuống đó kinh nghiệm nha con nha. Ừ. Hay quá. Bây giờ là mỗi đội chỉ còn có một thành viên thôi, còn có đội bữa nay là tới hai người. Chứ sao anh? Đó, tính tiếp coi mình sẽ đấu cái đội nào tiếp theo. Hay là mình qua ngồi chung đi, lập cho mình mạnh lên. Dạ không anh, em mạnh mình em được rồi. Nhà mình bây giờ là coi như là có chức có quyền nè. Đúng không? Rồi anh. Mình được quyền sanh sát trong tay nè, mình muốn xử bên nào? Bây giờ hồi nãy giờ là ứa cái đội bên này dữ lắm. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ không, tha đi. Tha một lần, một vòng đi, rồi để đó một chút nữa mình tính, mình chốt sổ. Cảm ơn Lan. Nên là bây giờ là đội của em á là sẽ thách đấu với lại đội bên đó. Chích cho mẹ bên. Đội mình bên đó Khánh Chi thôi à. Nãy giờ ngồi im, nghỉ ngơi nhiều rồi, khỏe rồi. Trời ơi, bạn Chi từ nãy tới giờ là ngồi là quan sát đó. Ngồi nhẹ nhàng nền nã lắm, mấy bạn kia luôn chứ bạn ngồi vậy nè. Cái kiểu trời ơi, mấy Cương cứ hát đi, một lát chị ra sao, chị là trùm cuối. Đó, trùm cuối. Trùm cuối của nhóm em. Chi thì sao? Con nhận lời ạ. Con chọn bài gì? Con sẽ chọn bài Nếu Hút Mai Tôi Bay Lên Trời. Nếu một mai tôi bay lên trời. Con biết bài đó không? Có ạ. Hát được không? Anh được ạ. Vậy thì mời hai con vào vị trí. Nãy giờ con biểu diễn phong cách cũ hai lần rồi, con phải biểu diễn lần này phong cách mới nha. Ủa gà không ta mà. Lọt hố kệ nó. Anh lo cái gì, anh lo cho nhà em quá vậy. Anh lên anh dặn mà em tưởng mình đội ảnh thiệt luôn á. Tụi nhà ta đó mà dặn vậy. Trời ơi. Sao vậy con, sao mặt con buồn quá vậy? Xinh xắn lắm. Hơi mệt, người ta hơi mệt. Hơi mệt. Hơi mệt quá, mệt đó con. Thôi xuống đây nghỉ đi. Sợ hả? Nghỉ ngơi, bé nó mệt. Trận đấu giữa Khánh Chi và Bách bắt đầu. Biểu diễn kiểu mới nha. Nhắm mắt thấy tôi quay về. Ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại
giọng dễ thương, nhẹ hiều, bay bổng gì đó. Mình ngồi, mình nghe, mình miên man theo cái giọng hát của các con luôn. Cảm ơn các con về một cái phần trình diễn tuyệt vời nha. Mời các cô chú nhận xét giúp cho tiết mục này. Cái phần biểu diễn này á, chắc có thể là phần biểu diễn hay nhất từ nãy đến giờ. Bởi vì nó không có mang cái tâm lý là đối đầu hay là đấu với nhau nữa, mà giống như tụi con biểu diễn. Thì ở đây thì cái bài hát này thì nó thiên về cái quãng giọng của bé Khánh Chi hơn. Bé Đăng Bách thì lại xử lý rất là thông minh, và con xử lý rất là khéo ở những cái đoạn mà con hát bằng hơi gió. Thì Chi giọng con rất là hay, rất là mềm mại. Thật ra là con hát bài này rất là hợp. Thật ra là cô vẫn mong ở cái đoạn sau con sẽ làm một cái gì đó nó đặc biệt hơn. Nói chung hai con làm bài này rất là hay. Con là cô ạ. Bài này phải nói hai con ngang tài ngang sức. Bây giờ chia tay một trong hai người ai thì chú thấy cũng tiếc hết trơn. Nhưng mà luật chơi là như thế, chúng ta phải lên trên con thuyền công gian kia để có một bạn sẽ phải chia tay với chương trình nha. Mời các con đi cùng với chú. Một cái phần trình diễn mà bây giờ chia tay ai cũng thấy tiếc nuối, là bởi vì bạn nào cũng hát hay, bạn nào cũng có phong cách trình diễn dễ thương hết. Vậy thì bây giờ chúng ta chờ đợi kết quả đến từ sứ giả âm nhạc nha. Bắt đầu. Ôi, tôi nghĩ tội nghiệp thằng bé quá. Người chiến thắng là bé Khánh Chi. Gà chiến nha. Tuyệt vời lắm con gái à. Còn có một chiến binh thôi đó, mang về chăm sóc nước nôi. Trời, mời chú lập dắt con gái về. Đi vô đây gắn con. Con mới Đăng Bách. Mời con. Con sợ không? Dạ con thích. Thích lắm không? Vậy thì coi như là con đã vượt qua được cái áp lực tâm lý của mình rồi đó. Khi đến với chương trình này con rất là sợ khi đứng trên vị trí đó. Nhưng bây giờ khi con đã trải qua rồi, con thấy không còn sợ nữa và rất thích đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều về phần trình diễn của con. Thưa quý vị, như vậy là bây giờ cả ba đội, mỗi đội chỉ còn lại một thành viên mà thôi. Đều là những chiến binh, những cái lá chủ bài của các thủ lĩnh để giành đến phút cuối cùng. Vậy thì bây giờ Quỳnh Lập, em sẽ bàn bạc với Khánh Chi xem mình thách đấu với đội nào nha. Bây giờ quyết định chơi xác suất ăn thua đi. Em sẽ tự quẳng tù xì. Tay phải đại diện cho anh Huy Khánh, tay trái đại diện cho chị Lan. Quảnh tù xì. Vâng, anh Huy Khánh thua. Và đương nhiên em sẽ thách đấu bên chị Lan. Thách đấu bên chị Lan. À, Lập nó hay làm ngược. Đúng rồi. À. Hợp lý. Con tên gì nè? Dạ con tên Thảo Nhi ạ. Thảo Nhi và Khánh Chi có được quyền chọn bài. Chọn bài gì? Con sẽ chọn bài Đi đâu để thấy hoa bay ạ. Đi đâu để thấy hoa bay? Đi ra ngoài đó đi rồi mình sẽ thấy. Đi lên kia rồi sẽ thấy hoa bay. Đi đâu để thấy hoa bay? Bắt đầu! Có tiếng chuông rền rỉ. Xúc xổ đổ tháo luôn á. Em hả Lan? Dạ. Tại sao em không để cho con gái nó hát mà dài vô bấm chuông làm gì? Không anh, em cảm thấy là em nên giữ con gái của em lại đến cuối cùng. Tại vì em có quyền mà. Ủa quyền gì vậy chị? Hồi nãy bên kia lấy cái quyền đó, bên em thua người rồi đó. Quyền chẳng. À, tức là bây giờ chặn không cho bên đội Quỳnh Lập thách đấu với bên đây. Đúng. Đương nhiên Quỳnh Lập sẽ phải thách đấu với đội còn lại là đội của Huy Khánh. Đúng. À, Thảo Nhi mời con trở lại. Về đây con. Anh Huy Khánh là cầu được ước thấy đó, hồi nãy anh đội. Định mệnh đã đến với chúng ta. Chúng ta sẽ được tập dượt để bước vào vòng chung kết. Con đừng lo. Dạ, cái quyền chặn của đội Ngọc Lan đã đưa cô bé Nhã Thi đến với trận đấu này cùng với Khánh Chi. Và bây giờ trận đấu bắt đầu. Con ngày nào chưa biết không cười gieo nỗi niềm lên cánh thank you.
luôn. Hay quá. Thủ lĩnh tự tin không? Dạ tự tin chứ. Ủa? Quy Khánh, em tự tin không? Em quá tự tin về bé áo đỏ. Bé áo đỏ này hả? Dạ, à, bé nói vậy thôi. Bé áo đỏ nào? Anh nhìn đỏ dưới đi rồi anh nói chuyện tiếp. Ủa cái gì vậy? Đó, tự tin nó đỏ. Đỏ chắc cái màu đỏ mà nó bát nhát vậy. Năm cái màu đỏ luôn vậy. Thứ giám nhạc, cho tôi biết ý kiến của các bạn như thế nào. Nói chung là cái màu giọng của hai con thì nó cũng tương tự nhau, nhưng mà cô thì thấy, cô thấy là bên Khánh Chi thì Khánh Chi cái màu giọng cũng chia sáng hơn, à, nó lên cao, nó bay bổng hơn. Với lại cô thích cái cách bè của Khánh Chi á, à, con biết bè rồi con biết ngân nữa để tạo cái màu sắc khác so với cái đoạn đầu. Còn bé Nhã Thi thì giọng của con thì cũng rất là hay, rất là cao, nhưng mà nghe nó cảm giác nó chưa có chắc ở trong đó. Cho nên là cô nghĩ là con còn rất là nhiều thời gian để con có thể tập luyện. À, cái bản năng giọng của mình hay là một chuyện, nhưng mà mình hát mình phải tập luyện dần dần thì cái bản năng nó được trau dồi và nó sẽ tiến bộ nhiều hơn. Và hy vọng rằng những lần sau gặp Nhã Thi thì Nhã Thi sẽ hát chững chạc hơn và chắc hơn nha. Cảm ơn cô Xuân Nghi. Dạ thưa quý vị, đứng ở dưới kia nói sao cũng được, lên trên đây đứng nó cũng hơi nhót nhót chút xíu chứ phải chơi. Hỏi hít con sâu lại, thở mạnh đi con. Thêm lần nữa con có muốn nhờ ai thay thế không? Dạ không. Tại sao? Dạ tại vì có chơi có chịu. Ồ, có chơi có chịu. Hay, chuẩn bị, kết quả bắt đầu. Và người chiến thắng là Khánh Chi, chúc mừng. Trời ơi, con hát hay quá, bay bổng quá. Chú nghe mà cảm giác chú bay bổng là chú ngồi yên chỗ, chú không đi đâu được luôn á. Về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng cuối cùng con nhé. Và mời Nhã Thi. Chú rất thích cái tinh thần của con, dám chơi dám chịu đúng không? Mà mình trải nghiệm cái điều đó nó cũng rất là thú vị ha. Thưa quý vị, như vậy là còn hai cô gái của hai đội Khánh Chi. Bên đây là Thảo Nhi. Hai con không còn sự lựa chọn nào khác, các con sẽ đến với trận thi đấu này. Thảo Nhi, con được quyền chọn bài, con nghĩ rằng con sẽ chọn bài nào phù hợp với mình? Đó là bài Canh Ngoại Nấu. Và con sẽ chơi hết mình với bài đó. Canh Ngoại Nấu luôn, con. Hết mình luôn. Nấu cái nồi canh này của bà ngoại thiệt ngon nha. Cả hai cô bé, mời các con. Ủa, chú Quy Khánh muốn dặn dò nữa. Dạ, để em dặn dò, đứng xa xa để em dặn. Con nhắm con không chơi được thì con nhường lại chú để chú cứu bạn lên đấu. Cứu bạn lên đấu. Cứu bạn lên đấu. Gì gian ngược vậy? Điện anh cái thiệt ơi. Con người của anh thiệt đó. Đây là dân ca bên em một bụng nè, đúng không con? Dạ không. Không không không. Được. Chưa, chị ơi, không có dân ca nào mà bính chùm gì trơn á. Đó là rock. Rock. À nếu mà hát dân ca mà có phong cách này là dân ca là tôi của bà bầu xô của tôi đó. Và trận đấu quyết định bắt đầu. Thế bả xào trẻ rồi, bả xào qua đây, bả trẻ qua bên đây. Cần bí đào cà rô đồng ngoài nấu, chén xanh trong nước mắm nồng cay, răng dưa nghiêng gió đông đưa bên thềm, con với ngoại cười vui bữa cơm trưa. Cần bí đào cà rô đồng ngoài nấu, thank you.
ru đồng quay nấu chén xanh trong nước mắm nồng cay rằng giữa nghiêng gió đông đưa bên thềm con với ngoài cười vui bữa cơm trưa cánh bi đao cá rô đồng quay nấu món cơm ngon dân dã miền quê nặng phù sa cứu lòng mang ân tình nhân nghĩ bao đời nuôi cháu bé Chi có thở hết rồi, thở vào nhẹ nhõm xong rồi đó, tức là mình nấu xong nồi canh rồi đó con. Như các con nói là không phải sở trường của các con nhưng mà các con hát vẫn rất là ngọt ngào, cũng nấu được cái nồi canh ngon lành vậy rồi. Dạ. Đó. Bây giờ các con nghe các cô chú của sứ giả âm nhạc nhận xét nha. Cả hai con đều làm rất là tròn trịa cái bài này, nhưng mà chú thấy là một cái bất lợi thế cho Khánh Chi là Khánh Chi là người Bắc. Cho nên là khi hát cái bài này, hát cái giọng miền Nam nó rất là khó. Mà để luyến lấy được truyền tải đúng cái điệu mà nhạc quê hương nó rất là khó, có kinh khủng lắm. Chú Phương thì thấy Thảo Nhi hát rất ngọt. Thực sự cái bài này chú nói là lúc đầu con lên con đứng là chú nói là thầu cái phong cách này không biết làm sao đây ha. Nhưng mà khi mà con cất giọng lên thì cả chú và đây các cô chú ở đây cũng đều gật đầu là đúng chất con bé rồi. Thì ra nó cú lừa ngoạn mục ha. À, nói chung là phần biểu diễn này rất là tình cảm, rất là xúc động. Cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú ạ. Rồi bây giờ mình tự tin rồi ha. Đội nào sẽ là đội giành chiến thắng của đấu trường âm nhạc nhí? Bắt đầu. Một cú lội ngược dòng khi Thảo Nhi nhận được 2 phiếu bình chọn của 2 sứ giả âm nhạc còn lại để nâng tổng số phiếu bình chọn của mình lên là 4 điểm, giành chiến thắng chung cuộc. Xin chúc mừng Thảo Nhi. Rồi về nào. Trời ơi con gái xúc động khóc luôn rồi. Trời ơi. Còn bây giờ thì mời tất cả các con đang ngồi bên dưới lên sân khấu, chúng ta cùng chào khán giả nào. Và xin gửi đến cho đội giành chiến thắng ngày hôm nay một phần quà trị giá 20 triệu đồng. Chúc mừng các con. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình đấu trường âm nhạc nhí cũng xin được phép kết thúc. Chương trình với đài Trình Vĩnh Long phục cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Xin chào, hẹn gặp lại.